Latino là một thương hiệu đến từ Ý, sản xuất theo dây chuyền và công nghệ từ châu Âu, đã đạt được những thành tựu nhất định và khẳng định được vị trí của mình tại thị trường châu Âu và châu Á. Bếp Latino là một sản phẩm hội tụ đủ tất cả các chức năng trong một chiếc bếp hiện đại, giúp cho người dùng nấu ăn tốt hơn. Bếp từ đôi Latino LT828 Pro được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Thiết kế mặt kính Y LCD Platinum Ceramic, đây là chất liệu nổi tiếng với độ bền, giúp bảo vệ bếp khỏi va đập, chày. Ngoài ra, LT828 Pro thiết kế vết cạnh, bo góc, giúp tăng tính thẩm mỹ cho bếp. Với kích thước bếp 730-430, kích thước khuếch đá 685-385, đây là kích thước vừa phải của các sản phẩm bếp từ đôi, nên Latino LT828 Pro phù hợp để lắp đặt ở nhiều không gian bếp. Khuyến cáo, không sử dụng các vật dụng nấu có đáy từ tổ ong vì sẽ làm tiêu hao gấp đôi thời gian đun nấu và lượng điện năng khi sử dụng. Khi bật bếp, chỉ cần chạm nhẹ vào nút nguồn trên bàn phím. Bếp được trang bị hai thanh hệ thống điều khiển cảm ứng trực slider siêu nhạy. Vuốt từ trái sang để tăng công suất, để giảm công suất chỉ cần vuốt theo chiều ngược lại. Ngoài ra, bếp còn có các chức năng. Chức năng nấu nhanh booster giúp bếp đẩy công suất lên mức tối đa 2600W chia đều cho hai vùng. Chức năng ủ ấm warm giúp các món ăn có thể luôn được giữ nóng. Và 3 mức nhiệt độ 65 độ C, 75 độ C, 85 độ C phù hợp với việc giữ ấm đa dạng các món ăn. Với chức năng này thì đồ ăn nguội lạnh sau khi chúng ta nấu vẫn có thể thưởng thức món ăn ấm nóng thơm ngon mà không phải nấu lại nhiều lần. Trường hợp phải dừng lại trong khi nấu nướng, bếp từ Latino LT828 Pro, một chức năng rất tiện lợi, chức năng tạm dừng, pause, hay còn được gọi là stop and go. Kích hoạt chức năng tạm dừng, giúp tạm thời ngưng đun nấu. Khi muốn bếp hoạt động trở lại đúng với cài đặt trước đó, người dùng chỉ cần ấn lại phím pause. Chức năng hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu, giúp người dùng có thể linh hoạt trong việc canh thời gian nấu cho các món ăn. Để sử dụng chức năng hẹn giờ tắt cho bếp, nhấn vào biểu tượng đồng hồ. Sau khi dùng đồng thời tổ hợp phím cộng, trừ trên bảng điều khiển để tăng hoặc giảm thời gian mong muốn. Thời gian tối đa hẹn giờ là 99 phút. Sau 3 giây, chức năng hẹn giờ sẽ được khởi động và bếp sẽ tự động tắt sau thời gian hẹn giờ mình đã đặt. Chức năng chống tràn thông minh ở bếp từ Latino LT828 Pro. Khi nước vô tình tràn trong quá trình đun nấu, nước tràn đến khu vực bàn phím điều khiển sau khoảng 5-7 giây, bếp sẽ tự động ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người sử dụng không bị bỏng hay bị chập điện. Chức năng khóa chế êm an toàn thông minh dùng để giúp việc vệ sinh bếp không bị chạm phím hay tránh trường hợp chế êm nghịch ngợm bấm lung tung làm thay đổi chương trình nấu ăn gây nguy hiểm. Người dùng chỉ cần ấn và giữ phím khóa 3 giây là chức năng sẽ hoạt động. Chức năng soi liu riu ở công suất thấp giúp món ăn nhanh chín kỹ hơn, nhất là không bị cháy xém giúp thức ăn đều màu hơn. Bếp từ đôi Latino LT828 Pro với bảo hành chính hãng 3 năm tận nhà. Hãy ghé ngay homepage hoặc truy cập vào website để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm. Bếp Latino quả là một sự lựa chọn tuyệt vời cho mọi nhà, quá an toàn, quá tiện lợi. Hãy đến ngay với homepage để nhận được những ưu đãi hấp dẫn bạn nhé. Các dòng sản phẩm luôn có sẵn tại homepage với đội ngũ tư vấn và kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Chúng tôi không chỉ bán hàng mà còn mong muốn đồng hành giúp trải nghiệm sản phẩm của quý anh chị một cách tốt nhất. Nên trung tâm homepage care chuyên bảo trì và sửa chữa ra đời giúp anh chị yên tâm trong suốt quá trình sử dụng.